Hello cô dì, chú bác và anh chị em đã đến với kênh Khải Văn Mai Vlog nha. Dạ, hôm nay vào một ngày rất là đẹp trời, ít mây và rất là nắng luôn. Mình đang có mặt tại cái khu vực mà nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Giải Tỏa, Giai Đoạn 1 quý vị. Đó thì ngày Thanh Minh cũng qua cũng vài ngày rồi. Hôm nay mình vào cập nhật xem sau ngày Thanh Minh thì ở trong đây có những gì thay đổi. Buổi sáng ở Bình Hưng Hòa rất là vắng lặng luôn quý vị. Chúng ta có thể thấy được cái ống khói ở trong lò thiêu. Đó, mới sáng là khói rất là nhiều luôn. Và chim chóc đồ hót cũng rất là nhiều. Rất là nhiều chim luôn. Ở chỗ này bây giờ thì rất là trống trải luôn quý vị. Đó, mình thấy bên kia là những cái ngôi mộ bữa mình có cập nhật cho quý vị xem là vẫn còn. Nhưng mà bữa nay cũng bị bóc đi một hai ngôi mộ rồi. Đó. Cái bãi này trống trải ra rồi, cái chim mà sáng đậu nhiều dữ ta. Đó, bên đây vẫn còn. Còn một ngôi mộ, còn bên đây thì đã bị bóc lên rồi. Chắc người ta cũng mới bóc rồi, cũng cái ngày Thanh Minh đó. Ở bên đó thì còn một ngôi mộ là chưa, vẫn còn ở tấm bia. Thì phía bên đây là khu vực nghĩa trang của đạo Công giáo, và đây có một cái thánh giá màu đỏ quý vị. Thì thánh giá màu đỏ bữa mình có cập nhật á, bữa nay bị đập xuống rồi, ta đập người ta lấy sắt. Máy bay bay tiếng khá là lớn. Đây có một cái lỗ khá là to nè. Mình thấy có cái vật gì, vật thể lạ. Không biết đây là cái gì ta. Ở ngay một cái hố này, có lẽ là một cái mộ đã bị bóc lâu rồi. Ở dưới đây có một cái bức tượng hay cái gì nè. Bằng nhựa hay gì á, đóng nhựa lại hay sao á. Ở đây thì kế một cái nhà khá là to, nhà dài, mà có vẻ là cái nhà này là một cái xưởng hay là cái gì đó. Chúng ta có thể thấy được cây thánh giá. Vậy là cái phần này người ta đập không có nổi nè, nó cứng quá, cho nên là mới còn. Chứ thực ra còn rất là nhiều sắt luôn quý vị. Cái phần này là phần đỉnh của cây thánh giá nè. Đó. Còn cái phần thân ở dưới thì đã bị đập rồi. Cây thánh giá này người ta hạ nó xuống ngay cái hướng mặt trời mọc luôn ha. Đó, mặt trời mọc. Cái trụ này cũng có rất là nhiều sắt nè. Trước đây là cái bệ để làm lễ. Và bây giờ thì còn một cái trụ bê tông vậy. Và cái phần dưới của cây thánh giá này thì cũng còn nguyên vẹn. Cái chữ thập ở dưới nè, người ta chỉ hạ cái khúc phía trên xíu rồi chữ thập lòi ra những cây sắt. Sắt này rất là to nha, sắt 14 á. Hồi đó công nhận người ta đúc những cái bê tông này rất là chắc chắn luôn. Giá này khá là lâu rồi. Ồ. Có một cái lỗ đây nè. Chắc là do môi trường hay là tác động gì đó. Lâu rồi không có ai mà tu sửa lại, cho nên là nó đã bị hở một cái kẻ vậy. Chỗ chính giữa này thì người ta bắt đầu đốt những cái đống trà quý vị. Đống trà bự bự giống như bên kia vậy đó. Người ta chuẩn bị đốt hết. Chỗ này từ từ nó sẽ trống trải hơn. Và đây thì còn một cái ngôi mộ nè. Mới bên đây người ta cũng mới bóc xong. Khá là sâu ha. Ở dưới còn đồ của người đã mất.
Và bên đây thì ngôi mộ này của một cụ bà rất là lâu rồi, và người ta đã đánh dấu ít ở trên bia, chưa có ai tới để bóc ra quý vị. Chắc lâu rồi thân nhân bị lạc hay sao đó. Đây những cái vết đốt thì có những cái cây cỏ lâu mọc lấp chởm nè quý vị. Chỗ này thì người ta đốt cũng hơi lâu rồi. Cái này mưa xuống cỏ lâu mọc lên ha, cũng khá là đẹp. Bên đây cái đám trà này bự hết thân. Ở đây khu này là ranh giới của Phật học và đạo Công giáo. Đó. Phía bên đó, bên cái bụi trà đó là bên đạo Phật. Bên đây là Công giáo nè quý vị. Bên đó là hội của Xuân Tảo. Trước cũng rậm rạp lắm mà bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ chúng ta còn thấy được cái nhà hoàng ở trong đó. Nhà hoàng của Xuân Tảo Tương Tế. Nhà hoàng này chưa bị đập. Phía bên đây thì bữa mình vô là còn nhiều mộ trẻ em nè. Không biết bữa nay hết chưa. Vâng, thì những ngôi mộ trẻ em ở đây là được bóc rồi quý vị. Cái này chắc bóc theo diện tập thể. Rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy những cái lỗ mà nhỏ nhỏ nè. Đó. Nguyên một dãy. Rất là nhiều luôn, nguyên một hàng luôn. Chắc cũng hơn chục ngôi mộ trẻ em. Đây. Và đây thì có một cái đền thờ. Ở trong có tượng Địa Tạng Vương. Không biết bữa nay có ai đã di dời ngài chưa. Ồ, nắng mà vô cái vách tường này thì khá là mát luôn. Đi tới vách tường thì cái mảng tường ở bên đây nó đã bị sập xuống khá lâu rồi. Chúng ta có thể thấy ngài vẫn còn ngồi ở đây. Có người đem nhang tới đốt rất là nhiều luôn quý vị. Và hôm nay thì có ai đó đã khoác lên cho ngài một cái choàng. Chắc là thấy ngài bông tróc sơn quá. Có người nào đó đã đem một cái bức tranh nè. Bức tranh Phật Thích Ca Quan Âm. Đó, đem vào đây treo. Nhiều người người ta đem nhang vô, người ta để đây. Đấy, xung quanh đó là nghĩa trang đã bị san bằng. Ngài vẫn ở đây để phổ độ chúng sanh ở cõi U Minh. Phong cảnh hôm nay xung quanh ở đây rất là vắng lặng luôn quý vị. Ở ngoài đường Bình Long thì xe chạy rất là tấp nập luôn. Ở đây thì chỉ có ngài ngồi ở đây một mình. Mình đang đứng ở một cái khu vực mà trước đây rất là rùng rợn luôn quý vị. Đó. Phía trong đó thì có một cái mộ mà của cụ bà đó, bị một cái cây bồ đề nó mọc lên. Ở phía bên này thì có một nhà của ông chú ở trong đây ba thế hệ rồi, mấy chục năm rồi. Đó. Ông chú hôm nay đi đâu rồi, không có nhà. Đó, nhà ông chú nữa. Còn cái chỗ này thì mình quay mùa mưa, mình vào khám phá cho quý vị xem là có rất là nhiều những mộ trẻ em nằm xung quanh đây. Và lúc đó thì trời mưa, mình đi mình phải né nước và né những cái bia mộ. Đó. Mình không có thể biết được cái chỗ nào là cái núm á quý vị. Tại là vì mấy cái núm bị
mưa rồi lâu rồi nó xói á. Và khu vực này thì hôm nay rất là trống trải. Ở đây có một cái gồng mối nè. Gồng mối này khá là to ha. Một kế bên một cái ngôi mộ mà đã bị bốc rồi. Người ta đã lắp cái bia lại ở trên cái miệng hố. Chúng ta có thể thấy ở dưới được. Cái mộ, cái gồng mối này nó mọc, nó kê cái tấm bia luôn. Tấm bia khá là to luôn á. Mà gồng mối mọc nó kê lên cái tấm bia cả khúc luôn. Đây cây cối người ta đã đốt hết và còn le que những cây ở đây. Cây bồ đề. Chỗ này thì người ta chưa có dọn. Đấy, bốc cụ bà lên. Xung quanh đây thì những cái cây bồ đề cũng nhỏ thôi nhưng mà nó rất là rậm rạp luôn. Nếu mà mùa mưa rồi, năm ngoái thì đi không có thể thấy được xa xa gì đâu. Quý vị có quan tâm tới cái khu vực này vào mùa mưa ra sao thì có thể xem video trước của mình đi cảnh vào cái khu này ha. Và bên đây thì là nghĩa trang của một cái giáo xứ nữa. Đó. Bữa mình có cập nhật cho quý vị xem thì ở đây còn một cái cây thánh giá mà có tượng Chúa Giêsu bị bể mất cái phần dưới quý vị. Bữa nay thì người ta đã hạ xuống rồi. Hạ xuống người ta lấy sắt. Ngay chỗ này luôn. Chỗ này cũng là một cái bãi mà những cái chú đánh chim họ làm. Họ rải lúa nè. Đó. Rải lúa để mồi chim vào. Đó. Ở đây là cái khu vực của cây thánh giá đó. Và người ta đập người ta lấy sắt hết rồi. Từ gốc tới ngọn luôn quý vị. Đó, chỉ còn một cái gốc của cây thánh giá thôi. Gốc khá là nhỏ ha. Nhìn nó nhỏ vậy chứ ở ngoài nó to đó. Gang rưỡi quý vị, 30 cm vuông. Và những cây sắt 14 cây sắt to. Đó, còn hồi đó chắc người ta làm cái nền cũng khá là sâu đó, cho nên là nó mới đứng vững theo thời gian mấy chục năm như vậy được. Bây giờ người ta đập xuống dưới để lấy sắt cũng rất là khó bởi vì người ta bỏ. Ở xung quanh đây mấy ông chú này cũng đang hạ những cái cây này. Khu này từ từ trống trải thôi. Còn mỗi cái cây đa bự đó quý vị, đó là chưa có đụng chạm gì tới thôi. Và những ngôi mộ còn sót lại ở đây thì bữa nay cũng đã được bốc đi rồi. Chắc là họ bốc mùa thanh minh đó quý vị. Đó, ở đây bữa mình cập nhật là còn hai ngôi mộ ở đây. Đó, có ai cắm những cái nhang còn rất là mới ha. Ta cắm đi người ta cúng nè. Ngay một cái gò mối và ở đây là một cây bồ đề khá là rậm rạp. Nó nằm lăn lóc ở đây là còn một cái hình ở trong cái bia. Bên đây họ mới vừa đốt xong luôn. Mình thấy lăn lóc ở trên đây là những cái đống xà bần. Ở đây có đồ cổ hay gì quý vị. Wow. Một bức tượng, một cái bình. Cái này chắc là một cái đồ cắm nhang hả ta? Đồ cắm nhang của bên đạo Công giáo. Cái này chắc người ta để trên mộ đó. Bây giờ còn sót lại. Một thiên thần nhỏ. Một thiên thần đã bị sót lại ở đây. Có một chú đang chặt cây ở đây.
Đây người ta dọn tới đâu người ta đốt tới đó luôn. Kế bên cái cây này thì có rất là nhiều chim nó đang bay. Đó, gốc cây đa bữa nay khá là rậm rạp luôn. Đây là những cái ngôi mộ ở phía trong nè. Đó, bây giờ thì quý vị thấy bình thường vậy thôi, chứ lúc trước là những ngôi mộ này còn, và những cái rễ cây đa này nó đâm xuống dưới và nó hút chất ở dưới á, bởi vậy cho nên quý vị thấy những cái rễ của nó rất là tốt luôn. Ủa, đây có bánh mì của cái anh đó đem vô ăn. Có những sợi dây điện nằm lăn lóc ở đây. Cái cây đa này mình thấy cũng khá là lâu rồi đó, chắc cũng có cả trăm năm rồi nó mới to lớn được như vậy. Nghĩ bên trong có da rắn kìa. Da rắn to, con rắn to mới có cái da bự vậy. Mà những cái cây rậm rạp này thì có rắn ở cũng là chuyện bình thường thôi. Mà rắn nhiều quá thì cũng bất thường. Đây những cái rễ cây đa này nó túa xuống nè, khá là chắc. Xung quanh đây là những ngôi mộ rất là lớn luôn, rất là bề thế ở đây. Những mộ này thì được di dời rất là lâu rồi quý vị. Đó, và để lại những cái rễ của cây đa nằm xuống. Ở đây thì người ta dọn xung quanh rồi, chứ ở trước mà còn những cái cây ở ngoài thì vào đây rất là tối luôn. Nó âm u luôn á. Bên đây thì kế một cái vách tường, ở đó có cánh quạt lớn nè. Cánh quạt này chắc của một công ty công nghiệp nào đó. Những cái lỗ khá là sâu ha. Đây có bọc ni lông, diều các kiểu. Ông nào thả diều bị vướng ở đây đây. Nguyên con diều nè, diều đại bàng. Gió thổi mà mấy cái miếng ni lông rồi nó kêu rẹt rẹt. Ở phía đằng sau này thì là một cái bãi mà giống bãi rác, bãi xà bần quá quý vị. Người ta hất bên tường bên kia qua bên đây luôn. Đây có một cái trụ nè, giống như trụ móc vậy đó. Bánh xe đồ các kiểu. Ở ngoài kia thì là một cái khoảng sân khá là lớn luôn ha. Này giống như là một cái nhà trọ vậy. Bây giờ ban ngày trời đang nắng, vô đây còn thấy mát, ban đêm chắc cũng ớn lạnh dữ lắm. Mình đang đứng ở cái khu vực đường đất, đường này là đường Bá Lai Ân quý vị. Đó, đường này lúc trước cũng khá là rùng rợn và bữa nay thì người dân tới bốc mộ khá là nhiều. Ở đây là có một cái cô ra đây bán nước nè. Hôm nay là một ngày khá là thoáng mát ở đây. Đó, người ta đậu xe đó, người ta vô người ta bốc mộ những người bên môi trường đó quý vị. Đó, và bên đây người ta đang bốc nè. Rất là nhiều người thân họ vào, họ đứng xung quanh. Ở đây thì có những cái mộ mà người ta đánh số 18 nè. Đó, số 18 là mùng 18 Tây. Đây cũng bớt đi một số ngôi mộ người ta mới vừa bốc xong. Đó, những ngôi mộ mà đánh số 6 và 4 phía bên kia, mùng 6 và mùng 4 cũng đã được bóc hết rồi.
Còn ở đây rải rác cũng khá là nhiều đó. Mộ đất, mộ kiên cố. Mình đang đứng ở cái khu vực mà chính giữa cái khu này. Ở đây thì kế bên cái hồ Âm Phủ quý vị. Ở đây thì có vài ngôi mộ mới vừa bốc xong. Kế bên một cây bồ đề khá là tốt và rậm rạp luôn. Những mộ ở đây đã được bốc vào mùng 10 rồi. Quá là nhiều vé số ha. Để lại những cái tảng bê tông khá là lớn. Cái mộ này lớn lắm. Thì người ta chia làm ba loại, đó là mộ kiên cố và mộ bình thường và mộ đất. Mộ đất hình như là được đền bù cái giá mà thấp nhất á quý vị. Ở đây thì khá là nhiều những cái ngôi mộ mà mùng 6, mùng 7 thân nhân người ta đăng ký đã được bốc đi hết rồi. Cả ở đây nữa. Khá là nhiều những cái sắt, sắt này sắt nhỏ người ta lồng vô. Ở dưới còn những cái đồ mà của người đã mất. Đây có số 18 nè, mộ này người ta đăng ký, thân nhân đăng ký ngày 18 họ sẽ bốc. Khu vực này cũng nhiều mộ đất lắm. Mình thấy có những cái mộ mà bia lúng luôn, rất là sâu luôn. Ở đây người ta cũng đăng ký bốc nè quý vị, ngày 25. Ở đây có một cái mộ mà cái bia cũng khá là cũ rồi, đã bị lúng hết phần nửa cái bia. Có người vào đây thắp nhang đó, người ta cắm ngay chỗ ngay cái bia luôn. Đây là một cái con đường mà ở phía đằng sau chùa Đại Giác và Di Lặc. Con đường rất là hẹp. Ngay chỗ đây thì những cái mộ người ta sát nhau. Cái cua này thì có hai ngôi mộ kê ra rất là sát. Bởi vậy thì đi cũng phải cẩn thận quý vị. Hai bên đây chắc cũng cỡ 1 mét à. Dễ bị vướng xe vào. Xung quanh đây thì phía sau chùa Đại Giác nè, cũng rất là nhiều những ngôi mộ đã bị bốc lên rồi. Ngày 15 đây thì mộ lớn nhiều, người ta sơn lên một màu xanh. Ở đây có một phần mộ khá là đặc biệt, vô danh. Sinh tử 20 tháng 6 nè. Không có để năm mất, chỉ để ngày và tháng thôi. Mộ này thì cái thiết kế nhỏ quý vị. Mình nghĩ là của trẻ em hay sao đó. Thì cũng có người vào họ thắp nhang. Những mẫu bánh mì nằm lăn lóc để chắc thân nhân đem vào ăn. Đi ra ngoài này thì chúng ta có thể thấy được một cái con đường mòn ở cái bờ hồ Âm Phủ này. Hồ khá là sâu ha. Đây có một ngôi mộ bốc lâu rồi và để lộ một cái lỗ. Mình túc ở dưới luôn á. Thì bên đây thì có một cái khu mộ của người Hoa khá là lớn. Đây là mộ một cụ bà người Hoa nè. Mà mình thấy hình như có vẻ là chưa có được bốc hả ta?
nếu mà người ta bóc rồi thì người ta phải đập và đào ra rất là bự, hình như có người đập để lấy sắt thôi hay sao á. Đây là những cái ngôi mộ của người Hoa rất là hoành tráng luôn, người ta làm ra nguyên cái bệ ở ngoài này nè quý vị. Đây là nguyên cái bệ bê tông làm đưa ra cái bờ hồ Âm Phủ này luôn, mà bây giờ thì có tình trạng là nó bị sập, bị lún xuống rồi. Những cái mộ ở đây khá là cổ, nó rất là cao luôn, những cái tấm bia, những cái mộ người Hoa người ta làm rất là bề thế luôn quý vị. Mà ở đây có rất là nhiều cây nó mọc lên những tấm bia ha. Ở đây mình thấy có một cái vách nè, nó giống như là một cái bia bức bình phong của mộ người Hoa nè. Ở phía đằng sau đây giống như là một cái này là cái gian thờ hay sao đó, quý vị. À, chứ hay là cái nấm mộ ta, nấm mộ có lẽ là ở trong này ha. Phía trước đây là cái bia nè, mình nghĩ phía đằng sau đây là cái nấm mộ, và kế bên đây là những cái ngôi mộ của người Việt ta mới bóc xong, nó để lại những cái tấm bia nó lăn lóc và có sắt nữa nè. Có nhiều người vào đây họ đập sắt. Mộ người Hoa người ta thiết kế cũng khá là ấy ha, khá là đồ sộ á. Ở phía trước là cái dòng cung có cái bia, và ở đây là cái nấm mộ nè, ở phía đằng sau là cái tấm bia bức bình phong. Con chim gì nó kêu ta. Cái khu này thì chưa có đánh dấu gì hết, chưa có thân nhân tới để đăng ký bóc. Những ngôi mộ ở đây cũng khá là lâu rồi mà người thân tới họ dọn dẹp đó, họ làm ở đây cũng khá là sạch. Ở đó có một cái đường đi thẳng lên là một ngôi chùa, chùa Đại Giác. Đi sâu vào bên trong nữa thì thuộc khu vực chính giữa của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Khu này chôn những người bên đạo Phật quý vị. Ở trong này mát lạnh luôn á, có một cái cây gòn, có những cây gòn khá là to luôn. Trong đây rất là mát. Cái vực này có cái chỗ mà trống trống này nè, mình nghĩ chắc là đi bộ xuống được. Hy vọng là nó không trượt. Dạ. Wow. Oh my god. Mình đang đi xuống lòng hồ Âm Phủ quý vị. Wow. Dưới đây có ai đốt cái gì? Và mình nghe thấy cái tiếng đập sắt. Đó. Đây là cái lòng hồ. Nếu mà mùa mưa thì chắc chắn là mình không có thể đi xuống đây để quay cảnh cho quý vị xem được, bởi vì nó ngập rất là dữ. Mùa mưa mà đi xuống đây thì lúc đầu là cái chắc rồi đó. Giờ thì còn leo que những cái cây rau muống nè. Và bên đây thì rất là nhiều cây cối nó mọc. Ở đây có những cái lỗ mà người ta đào, không biết cái đào cái gì. Thì hồ này rất là nhiều người họ vào họ phóng sanh, đặc biệt là cá trê. Nghe nói là hồ này cá trê cũng rất là to. Mà lúc trước mùa mưa cũng có nhiều người vào đây để câu cá trê, nhưng mà không biết là họ dám ăn không hay là họ bán nữa. Còn bây giờ thì nó không còn một giọt nước luôn, nó rất là khô. Đó, ngay đầu hồ thì chúng ta có thể thấy được cái hố chuồng trò rác y tế của lò thiêu Bình Hưng Hòa quý vị. Đó. Chim chóc
hót cũng nhiều ha. Mình đang đi ở cái khu vực hội vụ bản Tương Tế. Thì bữa nay khu này cũng trống trải khá là nhiều rồi quý vị. Thì khu này là một cái khu của một cái hội hội vụ bản ở ngoài Bắc trước năm 1975. Người ta đã vào đây và mua cái khu đất này làm cái khu mà chôn hội của người ta. Ở đây có một cái bia thờ Thổ Thần nè. Đó. Những ngôi mộ ở đây thì được đánh số hết trơn rồi. Số 14. Phía bên kia là số 8. Đã được bóc hết rồi. Số 14 bữa nay là ngày 16 rồi ta. 16 rồi nhưng mà vẫn chưa có được bóc ha. Thân nhân đăng ký rồi mà bóc chưa kịp hay sao đó. Và phía ngoài bên đường Bình Long mình thấy xa xa cũng có rất là nhiều người đang bốc ngoài đó. Ở đây thì được bốc những phần mộ người lớn, còn phần mộ trẻ em thì vẫn còn quý vị. Có những cái núm đất nhỏ nhỏ được sơn một cái màu xanh, xanh ngọc bích. Còn khá là nhiều, người ta một dãy luôn. Ở đây là những người mà có lòng hảo tâm đã xây lên cho những bé những ngôi mộ nhỏ nhỏ. Bên đó là những người họ đập sắt. Hôm nay trời cũng khá là mát mẻ luôn. Bên đây là một mộ mà đánh dấu số 18 nè. 18 người ta bóc. Khu vực mình đang đứng là cái đường Bá Lai Ân quý vị. Ở đây thì có một cái bạch đen. Nó đen thui luôn á, không biết ai đốt cái gì á. Khá là đen luôn. Ở trong thì còn một tượng ông Địa Tạng Vương nè. Tượng ông Địa Tạng Vương rất là mới luôn. Người ta tới để thắp nhang và cúng. Tượng của ngài sơn lại rất là đẹp. Có người tới tu sửa lại. Xung quanh đây thì những cái ngôi mộ đất. Đó. Chúng ta có thể thấy được thông tin ở trên cái bia này, hội vụ bản Tương Tế sáng lập nè, niên khóa 962-964 không? Đó, cái bia này tạc vào năm 1968. Đó. Cộng nghĩa trang kiến trúc. Đó. Những vị mà đứng đầu ở trong cái hội này. Đó, phía đằng sau đây là một cái bia nữa, nó thuộc Phật lịch. Phải nói hôm nay là một ngày khá là thoáng mát và mát mẻ trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa quý vị. Đó. Nay cũng tấp nập rất là nhiều người. Đó. Ai vào đây thì cũng có thể đi dạo ở trong con đường Bá Lai Ân này mà không có sợ hãi ha. Đó. Đến lúc mình kết thúc video rồi. Đó. Quý vị hãy like và đăng ký kênh giúp mình để nhận được những video mới nhất nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Bye bye.